3, 2, 1, bắt đầu. Trở thành nơi tiền tuyến khốc liệt, trải qua 12 ngày đêm không ngủ trong chiến dịch không kích hủy diệt, Mỹ đã tiến hành một ném bom dài thảm trút xuống một khối lượng bom đạn khổng lồ tương đương sức công phá của hai quả bom nguyên tử. Trong cuộc chiến tranh, sự chia ly nổi lên như một điều không thể tránh khỏi. Giữa bom đạn khốc liệt, giữa hàng vạn đống lửa tàn, nỗi niềm chia ly là điều bất cứ ai cũng đều phải chấp nhận. Không gian và thời gian xoay chuyển từ một Hà Nội hòa bình nay phải đấu tranh vì độc lập tự do. Với tình thế hiểm nguy, mỗi một quyết định đều có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện. Suốt 12 ngày đêm sống trong tiếng mưa bom bão đạn, tiếng máy bay B-52 ngập trời, ý chí quân dân ta ngày càng kiên cường hơn bao giờ hết. Để rồi lịch sử oanh liệt gọi tên thủ đô Hà Nội, nơi quật đổ pháo đài bay B-52. Yeah.
vẫn luôn ghi nhớ công ơn xương máu của ông cha ta, những người anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc nhưng còn sống mãi với bản hùng ca bất diệt.